sự tham gia của các diễn viên Mục Đình Đình trong vai Bạch Mai Anh, Cũ Muội, Trần Hạo Dân trong vai Võ Thần Tài, Lưu Phong, Đàm Diệu Văn trong vai Kim Bất Quán, Trần Tử Hàm trong vai Bác Công Chúa, Nghe Tề Dân trong vai Bạch Đại Vương, Quy Á Lôi trong vai Lưu Phu Nhân, Tiền Tuyền trong vai Tứ Công Chúa, Cung Viện trong vai Thanh Nữ, Trần Tú Lệ trong vai Nhị Công Chúa, Chu Minh Tăng trong vai Mộc Phu Thần, Lục Dục Lâm trong vai Mạc Kỳ, Từ Thân Đông trong vai Thất Công Chúa, Trần Uy Hàn trong vai Thú Nhi Thần, Phương Sổ Chân trong vai Tri Họa, Luna Bình trong vai Ngọc Thư, Đặng Tiệp trong vai Giang Cầm, Tống Đạt Dân trong vai Hồng Ngọc Khanh và một số diễn viên khác. Đạo diễn Phương Hoàng Nhân. Tập 36. Đại vua, sao rồi hả? Rốt cuộc là ta có hay không? Trương phu nhân vừa khỏi phong hàn, cơ thể vẫn cần phải bồi bổ thêm. Bây giờ vẫn còn hơi yếu, chuyện tiểu hài tử không thể vội được đâu. Đại phu à, nhưng mà ta và phu nhân thành thân bao nhiêu năm, sao tới bây giờ vẫn chưa có tin tức rốt cuộc đã sai ở chỗ nào vậy? Chuyện này phu thê họ Trương ở Giang Nam sẽ có đầy đủ phúc lộc. Được. Nương nương, tài qua chuyện đấu, nguyên điểu hàm đoạn, kim triều hồng qua lạc, bạch qua khai, lệnh Trương gia, đức môn sinh quy. Bụng của ta. Phu nhân à, bà không sao chứ? Bụng của ta lạ thật. Hả? Cái gì vậy? Lạ gì? Lúc nãy rõ ràng không có. Có rồi. Chúc mừng, phu nhân đã có tin vui, mang thai rồi. Thật sao? Sao? Ôi trời, chúng ta có vậy con rồi. Rồi. Chúng ta có hậu rồi. Trời ơi, tốt quá rồi. Tạ ơn trời đúng đất. Đúng vậy. Nương nương, phu thê Trương thị đã có thai nhi, tiếp theo là phu thê họ Liễu ở ngoại ô kinh thành, hai người lương thiện tốt bụng, thờ miếu làm phúc ở quê hương. Xứng đáng có nữ nhi đoan trang, xin nương nương ban nữ hài. Tài qua chuyển đấu, nguyên điểu hàm đoản, kim triều hồng qua lạc, bạch qua khai, lệnh Liễu gia Minh Châu nhập chưởng. Quá ra làm như vậy là có thể ban phúc để người khác mang thai. Xem ra rất đơn giản, cứ phải ra vẻ như vậy làm gì chứ. Để lát nữa ta tìm cách lấy được cây phất trần đó, nhất định sẽ vui lắm đây. Đúng là kỳ lạ. Rõ ràng mình nhìn thấy thốc phách bay tới chỗ này mà, sao bây giờ lại không thấy đâu nữa? Trời ơi, làm sao bây giờ đây? Chết rồi. Phu thê Trương thị ở Dương Châu được một đôi huynh đệ song sinh, mẫu tử bình an. Đây là đôi phu thê cuối cùng cầu tự của tháng này, bổn cung đã hoàn thành ước nguyện cho họ rồi. Nương nương vất vả rồi. Đây là chức trách của bổn cung, không thể nói là vất vả được. Cây phất trần là pháp khí quan trọng nhất của bổn cung, người phải cất giữ cẩn thận, không được để bị tổn hại chút nào. Dạ. Bổn cung vẫn còn chuyện phải làm, ta đi trước đây. Cung tiễn nương nương. Cơ hội tới rồi.
đứng lại. Nương nương, không phải người, đừng hỏi, mau đưa cây phất trần cho ta. Dạ. Các ngươi mắc lừa rồi. Ngươi là ai? Mau trả cây phất trần không cho ta. Không trả. Các ngươi không cần biết ta là ai. Ta lấy cây phất trần này là muốn chơi một lát thôi. Không được. Không được. Mau trả cây phất trần lại đây. Không trả đâu. Ngươi không được vậy. Trả lại đây. Trả lại đây. Mượn một chút đi. Không trả lại đây. Không được qua đây đó. Nếu như các ngươi còn qua đây thì ta sẽ lập tức. Đừng. Đừng làm bậy. Cây phất trần này ta mượn chơi một lát. Ta chơi chán rồi, sẽ trả lại các ngươi ngay. Yên tâm đi, ta đi nè, đây. Đừng đi. Làm thế nào đi? Chết rồi. Có chuyện gì vậy? Trời ơi, lúc nãy thất phách cầm cái gì bỏ chị đi nương vậy? Nó đã lấy cái phất trần của chúa sinh nương nương. Làm thế nào đi? Chắc chắn sẽ bị trách phạt. Tiên nữ tốt bụng ơi, xin mấy cô đừng có nói cho nương nương biết nha. Ta lập tức bắt cô ấy về. Không được, chúng ta phải mau chóng báo với nương nương. Được, chúng ta đi. Đi thôi. Cây phất trần này thật sự thần kỳ vậy sao? Vậy chúng ta cùng chơi trò sinh hài tử đi, nhiều con nhiều phúc. Phu nhân, nàng đến coi đi, A Hoàng sinh rồi nè. Hai con heo nái thì chúng ta cũng sinh rồi, mỗi con sinh tận 20 con lận đó. Vậy hả? Trời tốt quá. Đa tạ lão thiên gia. 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 Một bào thai, hai bào thai, ba bào thai, bốn bào thai, năm bào thai, sáu bào thai. Không, không được, nhiều quá rồi. Ba bào thai, hai bào thai, một bào thai. Hey, cây phất trần này chơi vui thật ha. Chẳng trách chú sinh nương nương không cho người khác mượn. Tướng công. Bá trại chủ, bá trại chủ. Chúng ta vốn không hề dây của ông một đồng nào cả. Xin ông giơ cao đánh khẽ đi mà. Giấy khế ước này là do tổ tiên nhà ta để lại, ông không thể lấy đi được đâu. Mau cung đi. Tôi hiểm quá. Tướng công đánh người vậy? Rõ ràng biết ta là trại chủ của Mã gia trại mà còn cò kè trả giá sao? Người có tin là ta dùng dao xẻo mũi của ngươi, sau đó móc mắt của nhà ngươi, chặt đứt chân tay của ngươi không? Xem ngươi còn dám đụng tới ta hay không. Hầu Mã kia, người bá chiếm ngọn núi, áp bức dân làng như vậy, bây giờ còn dám giữa thanh thiên bạch nhật xông vào nhà dân cướp bóc tiền bạc của bá tánh, trong mắt của ngươi còn có dương pháp nữa hay không? Dương pháp hả? Ta nói cho ngươi biết, ở cái thôn này cách kinh thành nói gần không gần, nói xa không xa, hoàng thượng không quan tâm. Ở đây nói giàu không giàu, nói nghèo không nghèo, quan địa phương cũng không quan tâm. Muốn nói tới dương pháp cũng là do Mã trại chủ ta định đoạt. Nhưng mà một cô nương giống như ngươi, nếu như muốn nói chuyện với ta thì có thể thương lượng đó hả? Nhưng mà ngươi phải đi theo ta, vui vẻ với ta một đêm. Tờ khế ước này ta sẽ trả cho hắn, coi như là phí bồi thường tổn hại tinh thần. Không biết cô nương có đồng ý không? Hay là nè, để ta hưởng chút hương hoa đi có được không hả? Trời ơi, tiện nhân. Cho ngươi mặt mũi ngươi không chịu. Ngươi đâu? Dạ. Lôi cô ta đi bán cho ta. Dạ. Tiền bán cô ta coi như là tiền thuốc thang. Dạ. Xin dừng tay lại. Mã trại chủ à. Mã trại chủ, ta cầu xin ông đừng làm hại nương tử của ta mà. Các người tán tận lương tâm, làm nhiều chuyện xấu, ông trời có mắt, các người nhất định sẽ bị trừng phạt. Các người sẽ bị báo ứng, nhất định sẽ bị trời phạt đó. Ta khinh. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Ai mà không biết Mã Bảo Thạch ta không chỉ làm chuyện xấu mà còn không tự chuyện xấu nào. Ông trời, ông trời là cái thá gì hả? Nếu thật sự có báo ứng ta còn đứng đây sao?
còn chơi gì nữa, mau lui đi. Dạ. Mã trại chủ, xin đừng mà, đừng mà. Thả ta ra. Mã trại chủ. Làm sao mà cứu họ đây? Mã trại chủ à. Sao vậy? Sao đã phải như vậy chứ? Hai trời ơi, cái tên ác bá này đáng ghét quá đi. Dám ước hiếp lão bá tánh ở đây hả? Đám người dân xung quanh cũng vậy, cũng không biết hành hiệp trượng nghĩa nữa. Đúng thật là, xem ta giáo huấn các người như thế nào đây. Dừng tay. Hả? Buông tay. Buông ra đi, mau lên, buông ra. Sao cô có thể thi triển phép thuật bừa bãi như vậy? Ta nói cô biết, cây phất trần đó không phải đồ chơi đâu. Đó chính là cây phất trần mà chú sinh nương nương dùng để ban tử, không thể dùng bừa bãi được. Nếu không hậu quả sẽ khó lường. Mau đi cho ta, rồi theo ta về đi, mau lên. Ta không về đâu, ta còn muốn ở đây chơi nữa. Ta nói rõ ràng rồi, ta khó khăn lắm mới có thể ra ngoài mà. Ta không trở về dễ dàng đâu. Không trở về, không trở về, không trở về. Cô sao cô có thể nghịch ngợm tới như vậy chứ? Ta nói cho cô biết, cô muốn chơi kiểu gì là chuyện của cô, nhưng mà phải đưa cho ta trước. Sao phải đưa lại cho ngươi? Ta không đưa. Đưa đây. Ta không đưa. Đưa đây, mau lên. Cây phất trần này là ta mượn của chú sinh nương nương. Hả? Làm sao mà tùy tiện đưa nó cho người khác được chứ? Ta phải giữ gìn thật tốt cây phất trần này. Hế? Hey. Nha đầu nhà cô ăn trộm đồ của người ta thì thôi đi, lại còn dám nói dối nữa. Cây phất trần đó là do cô ăn trộm được, đâu ra người ta đưa cho cô chứ? Không cần biết ta ăn trộm được, mượn được hay cướp được, ta cũng không đưa cho ngươi đâu. Làm sao hả? Đưa không đây. Đưa không đưa, đừng cướp mà, đừng cướp. Buông ra, buông ra coi. Buông ra coi, buông ra. Buông ra. Nó, cô. Thả ta ra. Nương tử, nương tử à. Thả nương tử ta ra. Sao vậy lão đại? Lão đại à, sao vậy? Sao vậy? Không đi nữa. Ta không biết nữa. Hình như bụng ta có gì đó đâm vào thì phải. Cái gì đâm chứ? Ôi trời. Lão đại à. Lão đại, sao bụng lại phình to như vậy chứ? Có chuyện gì rồi sao? Ta không biết có chuyện gì nữa. Xem ra vụ làm ăn này không thể làm rồi. Mau đưa ta trở về sơn trại. Vậy còn cái này thì làm sao? Còn nữ nhân đó thì sao? Dứt hết đi. Mau lên đưa ta về. Được rồi, mau dìu lão đại trở về. Nhanh lên. Nhanh nào. Có chuyện gì? Dìu lão đại trở về. Nhanh lên. Mau. Làm sao vậy? Lão đại từ thôi. Phải làm sao? Từ từ. Nè, có sao đi luôn của người ta mà. Không biết sao. Thôi chúng ta về đi thôi. Sao bụng hắn tự nhiên to vậy? Hắn ta làm nhiều chuyện xấu xa, nhất định ông trời đang trừng phạt hắn ta thôi. Ông trời phù hộ. Trời tiêu đời cô rồi, cô coi đi. Ta đã sớm nói với cô rồi, đừng có giận với ta mà cô gây quả rồi. Ngươi chỉ biết nói ta. Cái gì mà ta gây quả? Ta chỉ mượn vật đó chơi một lát thôi. Còn ngươi cứ tranh giành với ta. Bây giờ rơi xuống kia rồi. Cô chết chắc rồi. Đã như vậy còn xảo biện nữa. Nếu như không phải cô tranh giành với ta, làm ta động tay động chân thì đâu có tranh ông nổi này. Trời. Ngươi căn bản đang vu khống hãm hại ta. Lỗi là ngươi gây ra mà muốn đẩy sang ta. Ngươi có tin ta đánh dở mũi ngươi không hả? Tới đi. Đến đi. Làm gì vậy hả? Ê, gì vậy? Ê, trời ơi. Dạ. Chú sinh nương nương chào người. Lần đầu gặp mặt xin được chỉ giáo thêm. Nương nương, chính là cô ta. Cô ta đã cướp mất cây phất trần của người. Nè, ê, vị tiên nữ này, cô không được nói bậy đâu nha. Ta đâu có cướp đâu, ta chỉ mượn thôi. Nương nương, mượn một chút thôi mà. Tiểu cô nương, cô là phân thân của hồ ly bạch cửu. Cây phất trần của bổn cung không có tác dụng gì với cô, nhưng bổn cung phải dựa vào nó để giúp con người lưu truyền hương quả, vô cùng trọng đại. Cô hãy mau trả lại cây phất trần cho bổn cung. Bổn cung sẽ không truy cứu lỗi lầm của cô. Ồ, chú sinh nương nương, người thật rộng lượng đó. Hơn nữa, nhìn người rất là đẹp. Còn về cây phất trần kia, ta thực sự rất là muốn trả. Chỉ có điều, nó không ở chỗ ta rồi. Không có ở trong tay cô, vậy thì cây phất trần đó ở đâu rồi? Không cẩn thận, nằm rơi xuống trần gian rồi. Là như vậy nè. Lúc nãy ta mượn cây phất trần của người đó, ta chỉ muốn thưởng thức một chút thôi. Nhưng mà người này tự nhiên chạy tới cướp cây phất trần. Cây phất trần là do ta mượn,
ta phải bảo vệ nó thật tốt chứ. Sau đó giành tới giành lui, nên là ta rất là sốt ruột, đã cắn đối phương một cái. Nhưng sau đó không biết xảy ra chuyện gì, cây phất trần lại bay đi mất. Cô, cây phất trần rơi xuống trần gian, không biết sẽ gây loạn lạc cỡ nào. Tiểu hồ ly, cô đã gây ra quả lớn rồi. Ủa, còn không phải gì thần thỏ sao? Nếu thần thỏ không chạy tới cướp lại thì mọi chuyện sẽ không như vậy đâu. Nhưng mà ta là một người rất có trách nhiệm. Nếu cây phất trần kia là do ta mượn, ta sẽ có trách nhiệm. Cho nên giờ ta sẽ hạ phàm tìm cây phất trần trở về đây cho chú sinh nương nương. Người không cần phải tức giận như vậy nữa đâu. Ta rất nhanh sẽ trở về. Thật phách, cô cứ như vậy mà hạ phàm thì nguyên thần của cửu muội phải làm sao đây? Sự việc nghiêm trọng thế này, bổn cung không còn cách nào khác, phải bẩm báo với Ngọc Đế. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, lấy lại cây phất trần vẫn là quan trọng nhất. Chú xin nương nương thứ lỗi tiểu thần to gan. Thất phách này á, tuy rằng hành sự lỗ mãng, tính tình điêu ngoa, thích gây chuyện ương bướng, nhưng mà bản tính của ta vô cùng lương thiện, tâm địa không xấu. Nếu nương nương thật sự đem chuyện này báo lên Ngọc Đế thì không chỉ cô ta gặp chuyện, mà ngay cả bổn tiên cũng gặp chuyện. Mà quan trọng nhất á, là Bạch Cửu Muội sẽ không bao giờ trở về nguyên hình. Cầu xin nương nương rộng lòng từ bi, tha thứ cho lần này, không có lần sau đâu. Cây phất trần là do tiểu hồ ly cướp, hơn nữa lại còn làm mất đi. Hay là như vậy đi, chú xin nương nương có thể cho tiểu thần lấy công chuộc tội một lần được hay không? Tiểu thần sẽ hạ phàm giúp thất phách tìm kiếm cây phất trần đem về, đảm bảo giao cây phất trần còn nguyên vẹn cho chú sinh nương nương người có được hay không vậy? Nếu như mà nương nương không tin thì tiểu thần sẽ lấy uy tín của mình ra mà đảm bảo. Mong nương nương khai ân cho, xin nương nương khai ân cho, làm ơn đi mà nương nương. Trời cao có đất hiếu sinh, thất phách tuy là ương bướng lỗ mãng, nhưng là lần đầu phạm lỗi. Còn có thần thỏ ngươi đảm bảo. Được rồi, bổn cung đồng ý với ngươi. Ôi trời ơi, tạ ơn đức của chú sinh nương nương. Bổn cung đồng ý cho ngươi một cơ hội sửa chữa. Thần thỏ, chuyện này giao lại cho ngươi. Ngươi nhất định phải giao trả cây phất trần cho bổn cung. Còn về chỗ Ngọc Đế, bổn cung tạm thời sẽ không đi bẩm báo, cho nên ngươi đừng phụ tâm ý của bổn cung. Tạ ơn chú sinh nương nương, tạ ơn người khai ân. Tiểu thần nhất định sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Vậy tiểu thần bây giờ lập tức xuống dưới ngay. Không ngờ là vui như vậy. Hả? Tránh ra. Hey, mau tránh ra nè. Hả? Thất phách đâu? Ngươi Chết rồi. Sao mà ngươi có thể ăn thịt thất phách được chứ? Không phải ngươi ăn chay sao? Mau nôn ra đi. Không kịp nữa rồi, cô ta đã đến dạ dày của ta rồi. Trừ khi cái gì? Trừ khi bọc quế trong trứng rồi sinh ra. Sinh ra hả? Vậy sinh đi. Mau sinh đi. Nói sinh là sinh sao? Quá gấp gáp rồi. Bây giờ ta vẫn chưa có cảm giác gì. Ê, trời, đẻ trứng cũng cần cảm giác sao? Người mau sinh nó ra đi. Ta kêu người mau chóng lập tức sinh nó ra đi. Được rồi, đừng thô lỗ như vậy. Để ta đẻ trứng là được chứ gì. Đừng làm vướng tay vướng chân ta, lùi ra sau một chút đi. Hay là như vậy, để ta thi triển phép thuật để tạo cho ngươi cảm giác muốn sinh ha. Được đó, làm đi. Thiên địa quá dục, thần điêu sản nữ. Hey. Sao rồi? Có cảm giác chưa? Không có cảm giác gì hết. Ây da. Sao rồi? Ây da. Vẫn không có cảm giác, thử lại lần nữa đi. Làm sao bây giờ? Ta phải cố gắng tăng thêm một chút nữa. Hey. Cố gắng một chút nha. Ráng lên, sắp được rồi. Vẫn không được, một chút cảm giác cũng không có. Kiên trì một chút, chúng ta cùng nhau cố gắng, không được bỏ cuộc. Quả trứng sao lại rơi xuống trần gian mất rồi? Ah.
Hả? Cái gì vậy? Ôi trời, đó là cái gì vậy hả? Không được rồi, ta phải mau chóng đuổi theo. Làm sao vậy thần thỏ? Không sao chứ? Chết rồi. Sao lại như vậy? Chắc là lúc nãy dùng quá nhiều sức, cho nên bây giờ cả người của ta không còn một chút tiên lực nào cả. Làm sao đấy? Bây giờ chỉ là muốn hạ phàm thôi mà cũng đau đầu chóng mặt. Chết rồi. Như vậy phiền phức rồi. Nếu không như vậy đi, ta đưa ngươi trở về trước, để ngươi hồi phục nguyên khí rồi đi tìm Thất Phách. Thế nào, nếu không bây giờ ngươi suy nhược như vậy xuống trần gian cũng sợ là lực bất tòng tâm đó. Đúng là xui xẻo, cũng chỉ có thể làm như vậy. Ngươi đưa ta về nghỉ ngơi đi. Được. Ê trời ơi, ta bị say gió đó, bay chậm thôi. Ta biết rồi, yên tâm đi. Ôi trời ơi. Kỳ lạ thật. Trứng vịt, trứng gà, trứng chim chúng ta đều thấy cả rồi, nhưng quả trứng này sao to quá vậy? Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta mang nó về nhà đi. Ê, mang nó về có được không vậy? Không thể mặc kệ nó nằm ở đây được. Lỡ quả trứng này là bảo bối thì sao? Từ từ thôi. Cẩn thận đó. Chậm thôi. Trại Phong Mã. Sao rồi hả? Mã trại chủ, ngài có thai rồi. Hả? Cái gì chứ? Có thai chứ? Có thai rồi hả? Người dám nói là ta có thai sao? Dám lấy ta ra làm trò cười, cố gắng nói lại lần nữa đi. Trại chủ bất giận. Mã trại chủ bất giận. Mở to mắt chó của ngươi ra nhìn đi. Mã trại chủ ta có ít hầu, có râu, còn có lông chân. Hơn nữa, mã trại chủ ta còn có tự tôn của một nam nhân. Mã trại chủ ta là nam tử hán. Ngươi đã nhìn thấy nam tử hán mang thai chưa? Ngươi khám cho kỹ vào. Ta nói cho ngươi biết, không thể nói bừa được đâu. Lão đại làm sao mà có thai chứ? Đẻ ra ông nội nhà ngươi chắc. Nhưng mà tôi hành y nhiều năm nay lắm rồi. Trại chủ của các người thật sự có hỷ mạch, không cần hoài nghi. Thật sao? Hơn nữa xem tình hình chắc cũng sống sinh luôn. Làm sao đi chứ? Tình làng bầm là đúng rồi, làm sao mà xin được? Nếu còn làm nhảm nói nhăng nói cùi, không cho người dạy đấm thì không biết lễ độ mà. Tình làng bầm ăn nói lung tung này thiệt. Ta sẽ để cho ngươi trăng trời đầy đất để coi ngươi còn dám nói lung tung không. Lão đại, không sao chứ. Thấy chưa, sắp sinh rồi. Mau đi chuẩn bị đi. Mau chuẩn bị đi. Mau đi nấu nước. Vậy lên đi nấu nước đi. Đi thôi. Vậy lên. Từ từ thôi. Cẩn thận. Trời ơi, sao lại vậy được chứ? Cẩn thận đó. Từ từ dìu lên. Từng bước thôi. Chậm thôi, đúng rồi. Trời ơi. Hồi, Khương lão đệ. Quách đại ca. Sao thấy ta mà để giống như thấy quỷ vậy? Phụ tử huynh sao lại đến đây vậy? Ta có chuyện làm ăn cần đàm phán trong thành, không có chỗ ở, cho nên mới tới tìm đệ, không biết là có làm phiền đệ hay không thôi. Quynh nói gì vậy? Nào, mau vào đây xin mời. Khương bá phụ, Khương bá mẫu, đây là trứng gì vậy? Sao lại to quá vậy? Khương lão đệ à, đây là cái gì vậy? Chuyện này nói ra dài dòng lắm đó. Nó đang động đậy, có phải là muốn thoát ra ngoài không?
nghe thử coi có phải thật sự sinh con hay không. À, rồi có lẽ là sinh thiệt rồi. Lão đại sinh rồi, sinh rồi, sinh rồi, lão đại sinh rồi, ông lão đại sinh rồi, sinh rồi, có hậu rồi, sinh rồi, sinh rồi, đa tạ trời đất. Trời ơi, chúc mừng, chúc mừng, bà đại chủ đã may mắn sinh ra một bé trai mập mạp trắng khéo, ta thấy vui lây với mọi người. Ôi, đứa bé này dễ thương thiệt đó. Vui cái con khỉ. Ôi trời ơi, lão đại, huynh huynh vẫn còn suy nhược nên nghỉ ngơi thêm đi. Phải đó, người ta nói thời gian này cần bồi bổ nhất. Nếu bồi bổ phải ăn móng heo. Lát nữa để mua cho huynh một cân móng heo để bồi bổ luôn. Tên khốn này, câm miệng đi. Ngươi nghe rõ đi, nếu như ngươi nói chuyện này ra ngoài, ta sẽ chặt đứt tay chặt đứt chân ngươi, cuối cùng chặt luôn cái đầu của ngươi cho chó ăn. Ta hiểu rồi, trại chủ yên tâm đi, ta bảo đảm giữ bí mật, một chữ cũng không nói. Ôi lão đại, huynh yên tâm đi, chuyện của huynh dù có nói ra thì cũng có ai tin đâu chứ. Như vậy cũng không được nói. Rõ chưa? Dạ. Đưa ngân lượng đi. Được rồi, nhanh lên, được rồi. Tạm chút coi. Cẩn thận một chút. Đi thôi, đi thôi, nhanh lên, nhanh lên. Nhớ đó, không có được nói ra ngoài, có biết chưa? Không được nói ra ngoài. Thật ra Mã Bảo Thạch này không hề mang thai, nhưng mà bị đầy bụng. Đứa trẻ này là do một tiên nữ giao cho hắn, nói là do hắn sinh ra, thực ra là muốn hắn cải tà quy chính. Các người sẽ gặp báo ứng, nhất định sẽ bị trời phạt đó. Lẽ nào bị nữ nhân đó nói trúng rồi, thật sự bị trời phạt sao? Trời ơi. Bà ơi, bà coi kìa. Đúng là thần kỳ, quả trứng này tự nhiên phát sáng, đây rốt cuộc là gì vậy? Vậy là sao chứ? Trời ơi. Sao lại có tiếng hài nhi khóc ở đây vậy? Hài nhi. Ơi bà ơi, bà đừng lại đó mà. Trời ơi. Ở đây. Ở đây đúng là có một hài nhi nè. Sao quả trứng lại nở ra một hài nhi vậy? Ngoan nào, đừng khóc, đừng khóc, không khóc nữa. Trời ơi. Đáng yêu ông thiệt. Ơi. Đây là hài nhi mà ông trời ban cho chúng ta đó. Ông trời biết chúng ta mỗi năm mỗi ngày, mỗi giờ mỗi khắc đều cầu xin một hài nhi. Ông trời đã bị chúng ta làm cảm động, cho nên là đã ban cho chúng ta. Nhất định là như vậy. Đúng vậy, nhất định là như vậy rồi. Rồi, vậy còn tên? Tên bà Triệu Bán Tiên đặt cho nó đâu rồi? Đúng. Ngoan nào. Đừng khóc. Đúng là đáng yêu thiệt. Ôi trời ơi, đáng yêu quá. Thật đáng yêu quá. Bà ơi, Nam Hài đặt là Khương Thực Phổ, Nữ Hài thì là Khương Chỉ Nhu. Xem là nam hay là nữ Hài. Là nữ Hài. Chỉ Nhu. Khương Chỉ Nhu. Ơi bà ơi, bà mau cho nó bú sữa đi. Đáng yêu quá. Trời ơi, đúng là đáng yêu. Ta đã già như vậy, lấy sữa đâu mà cho bú chứ. Ơi đúng thật là, ta hồ đồ rồi. Vậy ta đi tìm sữa dê về cho nó đi. Ôi Khương Chỉ Nhu, con coi, có phải đáng yêu lắm không? Có tên rồi, là Chỉ Nhu đó. Đáng yêu thật. Ngoan quá. Trời ơi, đáng yêu làm sao. Ôi, con của ta. Ôi, tiểu bảo bối à, đừng khóc nữa mà. Quan gia. Ôi, đừng khóc nữa. Được rồi. Ôi, lão đại à, tiểu bảo bối này thật là có tinh thần. Nó đã khóc một canh giờ rồi mà không thấy mệt chút nào cả. Đúng là kỳ tài luyện võ. Sau này, nhất định sẽ là một Lục Lâm hảo hán. Dù nói thế nào thì nó cũng là nhi tử của ta. Nó chính là nhân trong chi lông. Nhưng mà lão đại, huynh hãy đặt cho nó một cái tên đi. Mã Chính Vĩnh. Gọi nó là Mã Chính Vĩnh đi. Mã Chính Vĩnh? Phải. Bước đi vô thanh vô tức, giết người vô ảnh vô tung.
Ơi, tên rất hay, rất hay. Lão đại à, ý của huynh là muốn nó sau này lớn lên sẽ trở thành một người công chính, cái gì mà thân thẳng, không sợ bóng nghiêng có phải vậy hay không hả lão đại? Hey, ngươi coi ngươi đó, chữ nghĩa chỉ có nhiều đó, là dính trong tân dính chứ không phải nghĩa là cái bóng đâu. Dính trong tân dính. Ui. Nhưng mà lão đại à, huynh đặt cho nó cái tên văn vẻ như vậy á, nếu như truyền ra ngoài thì khó nghe rồi. Tên chó nhà ngươi thì dễ nghe. Ta muốn cho tất cả mọi người đều biết, gia trại chúng ta không phải chỉ biết mua đào mua kiếm, để cho mấy tên đọc sách kia khinh thường, văn võ song toàn, ngươi có hiểu không? Nó cũng phải ha. Sửa dây tới rồi, sửa dây tới rồi. Mau lên đi, chậm chạp cái gì vậy, cho nó uống đi. Ngươi còn làm được không? Lão đại à, đâu phải muốn kiếm sửa dây là có thể kiếm ra được liền đâu chứ. Đây, để đút cho. Đưa vào bối, Ui, tiểu bảo bối à, ngoan đầu. Ôi, nó nuốt rồi, nó chịu uống rồi đó. Nào, thêm một thìa nữa, thêm nữa nè. Bảo bối, ngoan, uống đi, uống đi ha. Hả? Đây á, đây là chuyện gì vậy chứ? Trời. Tên khốn, ngươi cho con của ta uống cái gì vậy? Là lão đại à, để đút sữa cho nó. Nó là sữa dê thiệt mà. Trời ơi, ông cho nó uống cái gì vậy? Sao chớp mắt một cái nó lại lớn như vậy? Có thể uống cái gì được chứ, đây không phải sữa dê sao? Chỉ uống có một thìa sữa thôi, làm sao có thể lớn nhanh như thổi vậy? Ta muốn nữa, ta muốn uống nữa. Chính Vĩnh. Chính Vĩnh là tên của ta sao? Phải. Ông là phụ thân của ta sao? Đúng. Phụ thân. Không phải lúc nãy mình chỉ làm được chuyện chị nữ nhân mới làm được. Đúng là chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Lẽ nào đấy đúng là cảnh báo con trời với ta? Đừng uống nữa. Không được uống. Không uống. Sữa là để cho trẻ con uống mà. Người lớn á, đói thì phải ăn cơm. Ta đói bụng rồi, muốn uống sữa. Đói rồi thì ăn cơm thôi. Đúng là như vậy sao? Mấy người các người là ai vậy? Ta là phụ thân của con, bà ấy là mẫu thân của con đó. Ta là mẫu thân của con đây. Đây là phụ thân, đây là mẫu thân. Vậy sao con không biết hai người vậy? Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ á, ta vẫn chưa kịp dạy cho con. Sao mà con biết được? Vậy con là ai? Con là họ Khương. Tên của con là Chỉ Nhu đó. Khương Chỉ Nhu. Con là Khương Chỉ Nhu. Con là nữ nhi của hai người. Đúng vậy đó. Không sai. Mau gọi một tiếng mẫu thân đi. Ngoan, ta là mẫu thân của con. Mẫu thân. Trời, ngoan quá. Gọi phụ thân đi. Phụ thân. Trời ơi, gọi lần nữa coi. Phụ thân, mẫu thân. Phụ thân, mẫu thân. Gọi đi. Phụ thân, mẫu thân. Ngoan quá. Phụ thân, mẫu thân. Ngoan lắm, ngoan lắm. Mẫu thân, phụ thân. Mẫu thân, đáng yêu làm sao. Lão đại, huynh xem, luyện đúng là không tồi. Huynh xem kìa lão đại, để nói không sai chứ, Chính Vĩnh đúng là kỳ tài luyện võ. Cho dù chiêu thức khó thế nào á, thì chỉ một hai lần cậu ta đã nhớ được ngay rồi. Đúng thật sự là rất thông minh đó. Nếu như cậu ta luyện 5 niên, 10 niên, chẳng phải có thể bay lên trời luôn hay sao? Nói không sai, bây giờ chúng ta đã có Chính Vĩnh làm cao thủ võ thuật. Lão đại, đại hội võ lâm năm nay á, nhất định sẽ đứng đầu. Tới chừng đó, cái gì mà Âm Phong trại, Quỷ Đầu trại đều phải cúi đầu trước mặt Mã trại chúng ta. Ngay cả danh môn chánh phái hay là quan phủ nhìn thấy chúng ta cũng phải nể mặt ba phần đó. Nói cũng đúng đó. Lão đại, người coi, đúng là lợi hại. Nghĩ lại Mã Bảo Thạch ta bao nhiêu năm nay chiếm núi lập trại, đúng là làm không ít chuyện xấu tán tận lương tâm.
luôn sống những ngày tháng lưỡi đau nhuốm máu, tay cũng nhuốm máu tươi của người vô tội rồi. Các người tán tận lương tâm, làm nhiều chuyện xấu, ông trời có mắt, các người nhất định sẽ bị trừng phạt, các người sẽ bị báo ứng thôi, nhất định sẽ bị trời phạt. Bây giờ tự nhiên có một nhi tử, đây nhất định là cơ hội cuối cùng ông trời dành cho ta. Vì chính dĩnh, có phải là ta nên... Lão đại, lão đại. Hả? Quỳnh đang nghĩ cái gì vậy chứ? Ta quyết định rồi, đại hội võ lâm năm nay ta sẽ không tham gia. Sao vậy? Phải đó, tại sao chứ? Ta đã từng này tuổi rồi, bây giờ lại có nhi tử, trước đây làm không ít chuyện xấu. Vì chính dĩnh của ta, ta quyết định rửa tay gác kiếm, giải tán các huynh đệ trong sơn trại. Lão đại, không phải huynh đang nói thật đó chứ? Phải đó lão đại, nếu như giải tán hết các huynh đệ thì tới lúc đó ăn cái gì, ăn cám chắc. Chính vì có đám huynh đệ đi theo chúng ta, cho nên ta không thể làm lỡ chuyện của mọi người được. Nghe lão đại ta nói một câu, để các huynh đệ tìm một công việc an phận thủ thường, đừng tiếp tục giết người cướp của. Nếu không nghe lời của ta thì sẽ gặp báo ứng đó. Lão đại. Phong Nhi sao tới bây giờ vẫn chưa trở về? Chẳng phải đi tìm một người thôi mà, đã tìm tới đâu rồi chứ? Nhi nương à, biểu đệ của con cũng đã trưởng thành rồi, sẽ không gặp chuyện gì đâu. Nhi nương đừng lo đúng lắng. Đúng vậy đó lão phu nhân, người yên tâm đi, thiếu gia sẽ không gặp chuyện gì đâu. Ơi thiên linh linh địa linh linh à. Nếu như để mẫu thân biết Mai Anh không phải là người mà là yêu quái, mẫu thân nhất định sẽ rất sợ. Yêu ma quỷ quái mau hiện hình à. Chư thần thiên địa mau hiển linh à, thiên linh linh địa linh linh à, yêu ma quỷ quái mau hiện hình thiên linh linh, chư thần trên trời mau hiển linh yêu ma quỷ quái mau hiện hình thiên linh linh Phong Nhi địa à. Linh linh thiên linh linh địa linh linh. Mẫu thân, sao tự nhiên đem đạo trưởng về đây làm gì? Con xem con dán bùa khắp phòng à, có chuyện gì vậy hả con? Dạ cũng không có gì, chỉ là cầu mưa thuận gió hòa, cả nhà bình an mà thôi. Ê, mà sao mẫu thân vẫn chưa ngủ vậy? Trời ơi, con không trở về làm sao mẫu thân ngủ được? Linh linh địa con linh đã lớn rồi, biết chăm sóc bản thân mà, mẫu thân không cần lo cho con. Con nói chuyện ngốc nghếch gì vậy hả? Con có lớn hơn nữa, con có lớn hơn nữa, trong lòng mẫu thân vẫn còn nhỏ. Sao cứ đánh trống lảng như vậy? Nói mẫu thân biết số cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có thể có chuyện gì chứ, không có gì. Con là nhi tử duy nhất của mẫu thân, con nghĩ có thể qua mắt được ta sao? Không có chuyện gì hết, không có thật mà mẫu thân. Ơi, biểu đệ à, huynh quên không hỏi đệ, Mai Anh đâu rồi hả? Không phải là hai người cùng giao ra ngoài hay sao chứ? Mai Anh về nhà nhà phụ rồi, trong thời gian ngắn sẽ không quay về đâu. Trời ơi, có phải là muội ấy giận dỗi đệ, nhưng mà đệ lại không khuyên được cô ấy có đúng vậy không hả? Thực ra là do đệ không muốn khuyên. Ơi, chuyện này đúng thật là làm khó đệ rồi. Đệ nói xem, cưới một thiên kim tiểu thư như vậy á, đệ muốn làm gì thì cũng phải xem sắc mặt của người ta như thế nào đó. Huynh có thể nói bớt đi vài câu giùm đệ được không? Được rồi, huynh không nói nữa. Di nương à, người xem quả thật để ý. Được rồi. Không về thì không về vậy. Dù sao chuyện buôn bán của Lưu gia ta đã được đại ngư quán xuyến tương đối tốt từ lâu rồi. Chúng ta không cần lệ thuộc số ngân lượng đó nữa. Đúng rồi. Hả? Cái này nè, huynh đưa cho biểu tẩu đi, ăn rồi sẽ biết nói chuyện. Đây là cái gì vậy hả? Đơn lấy dược qua vậy? Của ông ấy đó. Đa tạ. Ta nói Phong Nhi à, hả? Sao từ lúc con trở về trở nên kỳ lạ vậy? Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Không sao đâu, mẫu thân đừng lo lắng mà. Không sao. Đạo trưởng à, số cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cũng không có gì to tát.
Thiếu gia mời tôi tới để thanh tẩy Lưu gia một chút, để cho mọi người được bình an. Mẫu thân nghe rồi chứ? Đúng là như vậy. Hay, sao mẫu thân đừng đa nghi quá, thực sự là vậy mà. Nè, bộ bình an đâu đưa cho ta. Rồi, mỗi người một cái. Nè, cầm lấy. Cái gì theo ta sang bên kia. Phòng gì? Mẫu thân đi ngủ trước đi. Thôi được rồi, đi thôi. Di nương à, để con dìu người về phòng. Thái điệp tỷ. Tình lục phòng đáng chết, tự dưng lại đưa bùa cho ta, làm tay của ta bị phỏng rồi. Đáng ghét. Hiệu lực của lá bùa đó cực mạnh, ta phải mau chóng vào phòng uống thụ hồn đan.在停顿，心在跳动。你的温柔是暖火，如果你愿意，甜蜜的话不会说。我一直爱你，我们要爱直到永久。因为爱，我懂你的真心，付出真心，就算天塌下来都不能分开。不管风吹日晒，都为了爱。因为爱，我珍惜，付出真心。就算天塌下来都不能分开，因为爱，我承诺告白，让你幸福愉快，不管风吹日晒都为了爱。